Dòng sữa mẹ không bao giờ cạn, như tấm lòng mẹ giản dị và bao la. Hình ảnh quê hương với chiếc cầu ao, con đò nhỏ với bụi tre, hàng dừa vẫn mãi mãi khắc sâu trong tim chúng ta. Như một giấc mơ nhẹ nhàng, cùng chung một chuyến đò, anh và em sẽ đi thăm lại bến sông cũ, trường làng xưa. Và giữa mùi hương lúa chín, ta như sống lại một thời nên thơ mộc mạc, với những kỷ niệm vui buồn và những rung động đầu đời. Với những tình cảm trân trọng và thiết tha, xí nghiệp băng nhạc và pha cô xin gửi đến quý thính giả một chương trình ca nhạc với chủ đề Chuyến đò quê hương, với sự góp mặt đông đảo của các nghệ sĩ tên tuổi, cùng phần hòa âm do nhạc sĩ Vi Nhật Tạo đảm trách. Mong rằng quý thính giả sẽ vui lòng với Chuyến đò quê hương. Người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ